Bạn từng nghe nói đến ngành lấy sữa mẹ ở Campuchia hay chưa? Mở mắt ra, tôi thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng bằng sắt. Trên người tôi không có vết thương, nhưng quần áo đang mặc lại rất bẩn, còn có ít chất lỏng hơi dính. Tôi ưa sự sạch sẽ, nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng. Mắt tôi mờ mịt nhìn xung quanh. Cái lồng sắt bên cạnh tôi cũng nhốt một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc váy rách dưới, bụng phình to, máu chảy ra từ dưới váy. Lúc này đầu cô ta đầy mồ hôi, cắn chặt răng. Nỗi đau dữ dội khiến cô ấy run rẩy. Có lẽ là do cơ thể cô ấy run lên quá mức nên cũng khiến cho cái lồng sắt run theo. Xem ra cô ta sắp sinh rồi, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi đến đây vì mục đích của tôi. 3 năm trước, chị tôi cùng người khác đến Campuchia làm việc, sau đó biến mất không một dấu vết. Tôi nghe nói chị ấy có thể bị bắt cóc, trở thành nô lệ vắt sữa. Để tìm chị gái tôi tìm đến sĩ quan Chu, là bạn học cũ của tôi. Tôi sa vào nguy hiểm vì muốn tìm ra tung tích của chị tôi. Tôi bình tĩnh nhìn căn phòng ẩm ướt và tối tăm xung quanh. Không có cửa sổ, hình như đây là tầng hầm. Trên đỉnh đầu tôi chỉ có một cái bóng đèn nhỏ màu vàng. Không có gió thổi, không hiểu vì sao bóng đèn lại đang lắc lư. Phía trước còn có 3 cái lồng sắt, 1 cái trống. Bên trong 2 cái còn lại cũng có người. Nhưng 2 người phụ nữ kia hình như đã quen với cuộc sống yên bình trong lồng sắt rồi. Người phụ nữ trong lồng sắt bên cạnh tôi bỗng nhiên kêu lên. Sau đó, tôi thấy một thứ gì đó chảy ra từ dưới váy của cô ta. Sau một hồi, tôi chắc chắn đó là một đứa trẻ, hình như là con lai, da nó hơi ngâm, vẻ mặt nó cũng không được đẹp, cô ta trông rất yếu đuối, nhưng vẫn cố ôm lấy đứa bé vừa sinh ra, lau em bé trên chiếc váy bẩn thỉu tồi tàn của mình, ôm em bé trong vòng tay, sau đó mệt mỏi ngủ đi. Tiếng khóc của em bé rất yếu ớt, như tiếng mèo kêu. Lưng tôi vô thức lùi sát vào thành bên trong của lồng sắt. Tôi làm như vậy để có thể cách 2 mẹ con đầy máu me kia ra xa một chút. Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng ở cửa khiến tôi biết đó đang là ban ngày. Một người bà già 60 tuổi với một cây lau nhà trong tay. Một tay cầm một thùng nước đi vào, theo sau là 2 người đàn ông to lớn. Tôi có thể ở với con tôi 2 ngày không? Đôi mắt người phụ nữ đầy những lời cầu nguyện. Nhìn bà ta một cách tội nghiệp. Ánh mắt bà lão lại rất lạnh lùng. Bà ta đi tới, không nói một lời mà kéo đứa bé trong lòng người phụ nữ ra khỏi lồng sắt. Hành động rất thô lỗ. Em bé có lẽ bị trầy xước, nên nó khóc to. Người phụ nữ trong lòng hoảng sợ, nhưng bà già vô cảm. Một tay ném đứa trẻ vào thùng rác ở góc tường. Tiếng khóc của nó rất thảm thiết. Người phụ nữ trong lồng sắt hét lên. Bà Mạnh, xin đừng làm thế. Bà đưa con tôi cho người khác nuôi cũng được mà. Bà lão tên Mạnh bà cười lạnh lùng. Cho ai cơ? Mỗi năm ở đây phải xử lý rất nhiều em bé. Tôi đi đâu để tìm người nuôi con cho cô? Sau đó, người phụ nữ vừa sinh xong bị kéo ra khỏi lồng. Bà Mạnh đưa tay bóp mạnh vào ngực cô ta. Chất lỏng màu trắng sữa phun ra ngay lập tức. Trong không khí có mùi sữa nồng nặc. Rất tốt, bà Mạnh tràn đầy niềm vui trên khuôn mặt. 2 người đàn ông kia thô lỗ kéo chiếc váy của người phụ nữ đó ra. Bà Mạnh tạt nước lạnh vào người phụ nữ. Có lẽ là muốn rửa sạch cơ thể của cô ấy. Sau đó cô gái trần truồng bị kéo ra ngoài. Bà Mạnh thở phào nhẹ nhõm. Thế là có thêm một con bò nữa. Nói xong bà ta lau lại sàn nhà trong lồng. Một cái lồng sắt đầy máu và nước ối. Bà ta lau sàn có vẻ cũng rất kỹ. Tiếng khóc của em bé trong thùng rác ngày càng yếu đi. Tôi định nói với bà ta rằng đứa bé sẽ chết. Nhưng khi bà ấy quay đầu lại, tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của bà ta, trông như không còn chút nhân tính nào. Bà Mạnh có chút khinh thường. Muốn cầu xin tôi thả cô ra ư? Cô nghĩ cô có quyền đòi hỏi à? Thôi đi, có mà nằm mơ. Tôi chỉ là một bà già được trả lương để làm việc ở đây. Tỉnh lại đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Dọn dẹp xong, bà ta quay lưng bỏ đi. Cánh cửa sắt trong tầng hầm đóng lại phát ra âm thanh chói tai. Từ đầu đến cuối, 2 người phụ nữ trong lồng sắt ở góc không hề lên tiếng. Các người không sợ sao? Tôi không hiểu, hỏi một câu. Một trong số họ liếc nhìn tôi. Nếu không muốn chết thì phải nghe lời chúng. Lúc này tôi mới phát hiện bụng cô ta cũng hơi phình lên. Chắc là đã có thai. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thêm một con bò nữa. Ý bà ta là sao? Tôi hỏi. Người phụ nữ kia nói cho tôi biết. Đây là nhà máy sản xuất sữa người ở Campuchia. Bạn đã từng nghe việc lấy sữa người ở Campuchia chưa? Phụ nữ khi bị bán sang đây sẽ bị bọn chúng trịch. Chờ đến khi mang thai và sinh con, nhiệm vụ chính của phụ nữ là sản xuất sữa mẹ mỗi ngày. Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể tôi. Như vậy, tôi đã bị bọn chúng trịch rồi ư? Tôi buồn nôn khi nghĩ đến đây. Tôi cố hết sức để giữ biểu cảm sợ hãi. Nhà máy sữa người. Bọn chúng biến thái đến thế hay sao? Chúng cần nhiều sữa người như vậy để làm gì? Tôi hỏi trong run rẩy. Cô ấy lại nói với tôi rằng các cô gái bị bắt có thể sản xuất sữa người sau khi sinh. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên nó rất đắt. Chủ yếu được sử dụng như nguyên liệu cho một số mỹ phẩm cao cấp. Nó cũng được con của gia đình giàu có sử dụng.
Ngay cả một số người lớn cũng uống sữa người. Sau khi chúng tôi có thai, họ sẽ không chịch chúng tôi nữa. Mỗi ngày đều cho chúng tôi ăn ngon. Chúng làm thế vì muốn chúng tôi tiết ra nhiều sữa hơn. Nói đến đây, người phụ nữ xoa bụng mình, lại còn tỏ ra vẻ mặt tự hào. Mặc dù tôi đã nghe nói về ngành công nghiệp này từ lâu, nhưng khi nghe cô ta kể lại, một ý nghĩa nảy ra. Chẳng phải chúng xem phụ nữ như con bò hay sao? Đừng nói nữa, có để tôi ngủ không thì bảo. Tôi chưa nói xong. Người phụ nữ đang ngủ kia đột nhiên hét lên một tiếng. Người phụ nữ vừa rồi nói chuyện với tôi tỏ vẻ buồn rầu, thì thầm nói với tôi, đừng nói gì nữa. Đừng làm phiền Diệp Thiến nghỉ ngơi. Cô ta tố cáo thì chúng ta sẽ bị đánh. Nhìn về phía Diệp Thiến, tôi phát hiện ra bụng của cô ta to như quả banh. Có lẽ cô ta đã đẻ rất nhiều em bé. Chân tay cô ấy ngắn hơn người bình thường một chút. Bụng to, tay chân lại ngắn, không khác gì con bò. Người phụ nữ nói chuyện với tôi lúc này nói tên cô ta là Giản Vi. Cô ta cũng là người Việt, vì chữa bệnh cho cha nên đã tự bán mình. Biểu cảm cô ấy rất bình thản. Con người có lúc lên lúc xuống. Không quá bận tâm thì cũng không sao. Giản Vi vẫn còn trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi. Tôi cố gắng hạ giọng xuống. Diệp Thiến có phải sắp sinh không? Tôi đoán cỡ 20 ngày nữa cô ta sẽ sinh. Cô ấy đã ở đây nhiều năm rồi, đã gắn bó lâu năm với nhà máy sữa. Khi cô ấy sinh, ông chủ còn sắp xếp phòng đặc biệt cho cô ta, đối xử tốt với cô ấy. Câu nói này thật buồn cười, nhưng tôi nhận ra một điều từ lời của cô ta. Diệp Thiến đã đến rất lâu rồi, là công nhân ở đây. Tôi thử hỏi về chị gái. Nếu chị tôi từng ở đây, cô ta sẽ biết. Tôi nhìn Diệp Thiến một chút. Chị ơi, chị có biết Tiểu Hàn không? Ánh mắt vốn rất lười biếng của Diệp Thiến đột nhiên tràn đầy cảnh giác. Cô hỏi cô ấy làm gì? Tôi không dám tiết lộ Tiểu Hàn là chị gái tôi, nên tôi giả điên. Tôi chỉ hỏi thôi, muốn biết cô ta đã chết chưa? Mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trái tim tôi đã chùn xuống một nhịp. Khóe miệng Diệp Thiến nở nụ cười khinh. Tôi ước gì con đi đó chết sớm, tôi chẳng ưa nỗi cô ta. Chỉ tiếc là mạng của cô ta quá lớn. Chị tôi còn sống. Sống mũi tôi cay, nhưng vẫn phải bình tĩnh. Tôi chợt nhớ đến lời của cảnh sát chú nhắc nhở trước khi tôi đi. Bọn người này rất xấu xa. Hãy nhớ rằng, thà không thành công, cũng đừng mạo hiểm sinh mạng. Tôi không dám hỏi quá nhiều. Diệp Thiến lạnh lùng quay đi. Cái bụng bầu của cô ấy còn to và tròn hơn cả chàng béo miền Tây. Trong đó, đứa trẻ liên tục đập bụng mẹ nó. Chỉ tiếc là cho dù nó có cố gắng như nào, sau khi sinh ra cũng bị ném vào thùng rác. Cửa sắt bên ngoài được mở ra. Bà Mạnh cầm một cái thùng, lặng trọng bước vào. Đến gần mới thấy, bên trong là một chút thức ăn. Bà ấy khéo léo cho thức ăn vào đĩa, cứ như thể đang cho heo ăn. Giản Vi và Diệp Thiến dường như đã quen rồi, vừa ăn vừa chép miệng liên tục, mặt đầy hạnh phúc, hình như họ đang hưởng thụ. Tôi không thể chấp nhận cách ăn này. Tôi lặng lẽ đưa bát đũa ra khỏi lồng. Ánh mắt bà Mạnh có chút chế nhạo. Tuyệt thực ư, có ăn còn bày đặt. Yên tâm đi, từ ngày tôi bắt đầu làm ở đây, tôi chưa từng thấy ai còn sống mà ra khỏi đây cả. Nói xong, bà ta cầm lấy cái đùi gà của tôi cho vào miệng ăn. Mọi người cuối cùng đã đi đâu vậy? Tôi nhìn xung quanh. Có rất nhiều lồng sắt trống rỗng. Bên trong không có ai. Bà ta thấy tôi như thế, liền nhắc nhở. Mang thai và nuôi dưỡng cơ thể thật tốt. Sau khi sinh xong, cô sẽ được ở trong phòng máy lạnh. Những chiếc lồng trống kia là của những người vừa sinh con xong đấy. Như vậy, có lẽ chị tôi đang ở trong phòng máy lạnh. Bà Mạnh ăn cơm xong, sau đó dọn dẹp một chút, sau đó mang theo cái thùng đi ra. Nửa đêm hôm đó, lồng sắt của Diệp Thiến đột nhiên phát ra tiếng động mạnh. Giản Vi bị cô ta đánh thức. Cô ta liền hỏi, có chuyện gì vậy? Cô có ổn không đấy? Tôi hình như đang sinh em bé. Giọng nói run rẩy của Diệp Thiến pha chút đau đớn. Tôi hơi lo lắng. Không phải vẫn chưa đủ ngày hay sao? Cô sinh non à? Cầm miệng đi. Chắc vì bụng quá đau, Diệp Thiến chút giận lên tôi. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi nghe thấy vậy, liền mặc kệ mà nằm xuống, quay lưng giả vờ ngủ. Diệp Thiến co giật trong lồng sắt. Đôi khi đau đớn, cô ta thống khổ quỳ xuống đất, máu trộn với mồ hôi làm ướt sàn nhà. Tôi không dám xem tiếp nữa. Khi trời sáng, cô ấy đã sinh đôi, dáng người nhỏ bé. Trong hai đứa này đẹp hơn đứa bé của cô gái hôm qua. Một trong hai đứa trẻ cứ lắc lư đầu. Nó liên tục chu miệng ra. Chắc nó đói rồi, đang tìm sữa uống. Diệp Thiến nắm lấy chân đứa bé đó, sau đó đưa lên trước mặt cô ta. Tôi tưởng cô ta định cho con bú, nhưng không ngờ khóe miệng Diệp Thiến xuất hiện một nụ cười gian xảo. Do dự một lúc, cô ta dùng tay dính đầy máu, nắm chặt cổ thằng nhỏ. Cô điên à? Tôi bị sốc bởi cảnh tượng đó. Tôi đấm mạnh vào lồng. Diệp Thiến thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Nếu tôi không giết nó, thì nó vẫn chết thôi. Tôi không nói nên lời. Giản Vi lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra.
nhưng không có phản ứng gì. Lúc sau, bà Mạnh đến đưa cơm và phát hiện ra mọi thứ. Khuôn mặt bình tĩnh của bà ta chuyển sang nụ cười gian xảo. Cô ấy khen Diệp Thiến làm rất tốt. Ôi trời ơi, Diệp Thiến! Cô sinh ra là để kiếm tiền cho ông chủ. Đúng là một con gà đẻ trứng vàng mà. Ngày sinh còn chưa đến. Thế mà cô đã sinh non luôn rồi. Diệp Thiến cười cười. Con đĩ cái tiểu Hàn. Cuộc đời của mày coi như xong nhé. Đúng thế, đúng thế. Miễn là cô tiếp tục sản xuất sữa. Những khách hàng cũ đã mua sữa chắc chắn sẽ quay lại tìm cô. Có thể nói, cô là người có công lớn nhất ở trang trại sữa này. Tiểu Hàn giờ đây cũng sẽ phải sợ cô. Rốt cuộc thì ngay cả anh Bát cũng rất thích sữa cô tiết ra. Mạnh bà vội vàng tiếp lời. Anh Bát chính là quản lý của trang trại sữa này. Nghe nói hắn ta đã gây ra không ít vụ án. Là một tên vô cùng hung ác. Người trong đây ai cũng run sợ khi nghe tên anh Bát. Bà Mạnh chạy ra gọi người. Chẳng bao lâu sau, có hai người đàn ông tò bước vào trong đây. Họ trân trọng mời Diệp Thiến đi đến phòng máy lạnh. Đêm đó, tầng hầm lại có người mới. Hai cô gái đó trông rất trẻ. Họ giống như tôi khi vừa vào đây, đều bị bịt mắt và trói tay chân. Cũng dễ hiểu, hai cô gái đó lúc đầu đầy hoảng sợ, sau đó lớn tiếng gọi người khác cứu mạng. Tôi cố gắng an ủi họ, nhưng không có tác dụng, nên đành phải bỏ cuộc trước khi cảnh sát đến. Mời ông trời ra, không ai có thể giúp họ. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Tôi phải tìm cách gặp chị gái tôi. Bà Mạnh không xuất hiện vào bữa tối, đến giao cơm chỉ có hai người đàn ông. Nghe nói bà Mạnh xảy ra chuyện rồi, bà ấy xin nghỉ phép để về nhà. Hai người họ xới cơm cho mọi người. Giản Vi vẫn nghiêm túc ăn cơm, gương mặt không có vẻ là khó chịu. Cô ta không hề quan tâm đến chuyện sáng nay. Hai cô gái kia khóc lóc, cầu xin lòng thương xót. Nhưng hai tên đàn ông không lay chuyển, trái lại còn khuyên họ chịu đựng đi. Không ai có thể thoát khỏi đây. Hãy ngoan ngoãn, hãy làm một con bò tốt. Như thế sẽ sống tốt hơn. Người đàn ông còn lại cố ý nói to lý do vì sao hai người họ bị bắt lại đây. Với cái vẻ mặt gợi đòn đó, hắn nói ra những lời không hay. Mặt cô gái trắng bạch vì sợ hãi, trốn vào góc và khóc nức nở. Sáng hôm sau, vẫn là hai người đó đến giao cơm. Từ cuộc trò chuyện của họ, tôi biết được Diệp Thiến đang không ổn. Không biết vì lý do gì, cô ta tắt sữa rồi, không tiết ra sữa nữa. Bát Cá rất tức giận, liên tục mắng cô ấy. Việc duy nhất của phụ nữ nơi này là tiết sữa. Nếu không tiết ra sữa, không biết sẽ thế nào nhỉ? Người đàn vừa nói vừa lắc đầu. Sau đó không nói thêm gì. Tôi nghĩ ra một kế hoạch. Khi hai người đó rời đi, tôi gọi họ quay lại. Có lẽ tôi có thể giúp Diệp Thiến tiếp tục tiết sữa. Đối mặt với ánh mắt nghi vấn, tôi nhanh chóng giải thích mình là y tá phụ khoa, có nhiều kinh nghiệm. Hai người họ vẫn bỏ đi. Có một người đi đến cửa và quay lại nhìn tôi. Sau khi bọn chúng ra ngoài, tôi bắt đầu nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên Giản Vi gõ vào lồng, bảo tôi nhìn sang bên cạnh. Cô gái mời đến đó dựa người vào lồng, không chút cử động. Có gì đó không ổn. Tôi vừa định gọi cô ta, nhưng đột nhiên phát hiện cánh tay của cô ta chảy đầy máu, làm ướt cả sàn nhà. Một mảnh dao lam rơi ra. Cô ta đang mất dần ý thức. Cứu với, ai đó mau giúp chúng tôi. Có người tự sát rồi, ngoài đó có ai không? Tôi hét lên rõ to, thu hút sự chú ý của bà Mạnh. Bà ấy tự nhiên đi vào trong lòng. Nhưng khi thấy thi thể cô gái, bà ta hét lên, mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Chỉ không ngừng rơi nước mắt. Sau đó đưa cô gái ra khỏi lồng, ra ngoài rửa sạch vết máu. Bà Mạnh khóc liên tục, cơ thể đều run rẩy. Hai người đàn ông cao lớn đến giúp mang thi thể ra ngoài. Giản Vi có chút bối rối. Sao hôm nay bà Mạnh lại mềm lòng như vậy? Bà Mạnh không để ý cô ta. Người đàn ông sáng nay giao cơm đi đến, nói chuyện với bà Mạnh một lúc. Bà Mạnh đột nhiên gật đầu. Người đàn ông mở lồng và gọi tôi ra. Đây là lần đầu tôi được ra khỏi tầng hầm. Qua hành lang dài, đến một nơi giống như phòng bệnh. Đây hẳn là phòng máy lạnh, khác với tầng hầm ẩm ướt và ngột ngạt. Ở đây có rất thoáng đãng, rất mát mẻ. Có bốn phụ nữ trong phòng, bọn họ đều đang nghỉ ngơi, không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Có lẽ ở nơi này còn có rất nhiều phòng giống vậy. Bên giường của mỗi người đều có một máy hút sữa. Thỉnh thoảng, họ phải tự hút sữa bằng máy, sau đó tự đóng chai. Ở góc phòng lấy sữa, có một người phụ nữ đang cố gắng lấy sữa ra. Khi cô ấy nhìn tôi, liền ngừng lại, sau đó làm rơi máy lấy sữa. Đứng trước mặt tôi chính là chị gái của tôi. Tôi không nhìn nhầm đúng chứ? Tim tôi loạn nhịp, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt. Sau khi tôi đậu đại học y dược, chị gái vì muốn đóng học phí cho tôi nên đã đi Campuchia. Kết quả là rơi vào nơi này. Tôi sợ chị gái sẽ chạy đến để ôm tôi. Không ngờ chị ta lại tỏ ra bình tĩnh. Sau một lúc ngạc nhiên, tôi mau chóng bình tĩnh trở lại. Tôi đi đến bên cạnh Diệp Thiến. Tôi biết làm tiết sữa. Cô muốn thử không?
Diệp Thiến nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác. Cô có tốt bụng đến thế không chứ? Liệu có muốn hại tôi không? Trông cô hiện giờ tơi tả đến thế này, sắp bị vứt đi như một miếng rỉa rách hết giá trị lợi dụng. Cô nghĩ tôi còn cần phải làm hại cô à? Cô ta định mở miệng mắng, nhưng sau đó im lặng mà không nói gì. Tôi xoa bóp cho Diệp Thiến, trong lúc đó cũng quan sát chị gái. Biểu cảm của cô ấy tê liệt, cô ấy cố gắng dùng cái máy vắt xưa. Lúc này, vài người đàn ông bước vào. Người đi đầu là anh Bác. Hắn có vết sẹo trên mặt, có lẽ đó là lý do người ta còn gọi hắn là Bác Sẹo. Anh Bác nhìn quanh căn phòng, mọi người đều sợ hãi mà ngồi dậy. Ngay cả Diệp Thiến luôn kiêu ngạo cũng lộ ra sợ hãi. Cô là ai? Sao lại ở đây? Anh Bác nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Người bên cạnh nhanh chóng giải thích rằng tôi đến giúp Diệp Thiến. Anh Bác à, không lẽ anh còn muốn để cho con đĩ già kia đi gặp khách hàng hay sao? Anh nhìn mặt cô ta đi. Có ai lại muốn để con mình uống sữa của cô ta cơ chứ? Tôi nghĩ cô gái vừa đến này không tệ. Chị tôi bất ngờ hướng vào tôi. Khách sẽ thích lắm đấy. Diệp Thiến tức giận nhưng không nói gì. Nhìn chằm chằm vào chị gái, anh Bác quan sát cơ thể tôi một lúc, sau đó đánh giá cao. Thật sự rất tốt. Tiểu Hàn, cô đưa cô ta đi nhé. Sau này được việc, tôi sẽ không ngược đãi cô. Chị tôi che miệng cười. Sau đó còn đá mắt với anh Bác. Chúng tôi được vào trong một phòng riêng biệt. Chị tôi đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi. Đừng sợ, chị sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. Mắt tôi rưng rưng, ôm chặt chị gái. Chị à, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Chị gái đỏ mắt. Trong lòng chị thừa biết nơi này giống như địa ngục. Muốn sống sót ra ngoài thì không dễ. Tôi nói hết lý do đến đây cho chị gái nghe. Chị tôi tức giận mắng. Em không muốn sống nữa à? Chị em chúng tôi luôn có nhau. Cuộc sống tôi còn ý nghĩa gì nếu không có chị ấy? Những gì chúng tôi cần làm bây giờ là xem xét tình hình của nơi này. Cảnh sát không đến giải cứu, bởi vì không hiểu tình hình ở đây. Nếu họ hành động dại dột, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến những nạn nhân trong này. Toàn bộ nơi trú ẩn có khoảng hơn 20 nhân viên được vũ trang đầy đủ. Có hơn 100 nạn nhân như chúng ta, bao gồm 6 tầng hầm và 5 phòng lấy sữa. Chị gái nói cho tôi tất cả những gì chị ấy biết. Tôi tổng hợp lại thông tin mà mấy ngày nay tự mình phát hiện được. Tôi xé một mảnh quần áo, cắn ngón tay và vẽ ra một bản đồ nhỏ. Bây giờ chỉ cần điều tra tình hình an ninh tại đây. Tôi sẽ có thể báo cho cảnh sát biết để họ đến giải cứu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập dữ dội. Tôi vừa nhét bản đồ vào quần áo, anh Bát liền vào. Hắn tát mạnh vào mặt của tôi. Đầu tôi choáng váng một lúc lâu. Ánh mắt anh Bát cứ nhìn tôi như một con thú hoang dã. Mày lấy nó ra. Tôi cúi đầu không nhúc nhích. Tim tôi nhảy lên cổ họng. Thôi, chuyến này xong thật rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi vừa giấu bản đồ ở trong quần áo, anh Bát lập tức từ ngoài đập cửa xông vào trong. Một cái tát trời giáng đập vào mặt tôi. Đôi mắt của hắn ta nhìn tôi như một con thú hoang đang săn mồi. Tôi cúi đầu không nhúc nhích. Tim tôi sắp bay khỏi cổ họng. Chị gái muốn giúp tôi, nhưng bị anh Bát hung hăng nhìn một cái. Diệp Thiến nói cô lấy trộm chiếc nhẫn vàng của cô ta. Tôi và chị gái nhìn nhau, trong lòng hiểu ra Diệp Thiến vì thấy tôi được coi trọng, lo lắng cô ta bị thất sủng, nên cố ý gài bẫy tôi. Chị gái tôi bước lên, tát tôi thêm một cái. Tôi dần ngẩng đầu lên. Nghe chị gái mắng, con nhóc này, tay chân mày gan dạ nhỉ, dám trộm đồ trên địa bàn của anh Bác. Chị tôi chửi xối xả, sau đó kiểm tra mọi thứ trên người tôi, không tìm thấy gì đáng ngờ. Chị quay đầu nhìn anh Bác, anh Bác cũng gật đầu, mặt biến sắc quay đi. Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thiến. Chị tôi hoàn hồn, trả lại tấm bản đồ lúc nãy cho tôi, giấu kỹ lên. Hóa ra chị tôi đã lấy bản đồ trong lúc lục soát. Sau ngày đó, tôi không bao giờ gặp lại Diệp Thiến nữa. Không có Diệp Thiến, chị gái tôi và tôi đã trở thành hai người được anh Bát đánh giá cao. Những người khác cũng tôn trọng chúng tôi hơn một chút. Chúng tôi có quyền ra vào rất nhiều nơi. Điều này cũng giúp tôi có cơ hội quan sát mọi thứ tại đây. Chị tôi nói, ngày 15 của mỗi tháng, anh Bát sẽ ra ngoài. Chúng ta có thể dùng thời gian đó để chuyển bản đồ cho cảnh sát. Nếu làm được, mọi người trong đây sẽ được giải cứu. Tôi phấn khích, cuối cùng cơ hội ra ngoài cũng đã đến. Chị gái trang điểm cho tôi, thay một bộ đồ đẹp đẽ. Tôi nhìn bản thân trong gương mà còn nứng. Nhưng bây giờ tôi rất hồi hộp, không mấy quan tâm đến chuyện này. Chị gái vẫn đang nói về những điều cần chú ý sau khi ra ngoài. Tôi nắm lấy tay chị, khóc lóc nói. Chị ơi, em xin lỗi, bản đồ đã biến mất. Không có bản đồ, nỗ lực của chúng tôi sẽ bị lãng phí. Chị gái không trách tôi, chị ấy hỏi tôi có đánh rơi ở đâu không. Tôi nghĩ một lúc, không thể nào. Tôi buộc bản đồ vào quần áo lại với nhau. Trên đó có nút thắt,
Dùng tay kéo mạnh cũng không kéo được, làm sao có thể rơi? Khả năng duy nhất là ai đó đã tháo dây và lấy trộm bản đồ khi tôi đang ngủ. Nhưng tôi đã hỏi bà Mạnh, không ai vào tầng hầm khi tôi đang ngủ. Bản đồ cứ thế mà biến mất. Bỗng một người bước vào trong, giơ tay bảo tôi đi theo. Chị tôi muốn đi theo nhưng bị chặn lại. Một lúc sau, tôi mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Hắn ta đã đưa tôi trở lại tầng hầm. Đại ca, không phải hôm nay chúng ta đi ra ngoài sao? Sao lại dắt tôi uống hầm? Thay đổi kế hoạch, không ra ngoài nữa. Tim tôi đập thình thịch. Không lẽ bọn chúng đã phát hiện ra gì đó rồi sao? Chuyện gì xảy ra thế? Sao tôi không được đi gặp khách? Người đàn ông vỗ vào mặt tôi. Cô đừng hỏi nhiều quá, im miệng đi. Sau đó, tôi đã ở trong tầng hầm đó trong 3 ngày. Trong thời gian này, ngoại trừ bà Mạnh đến giao cơm, tôi không được gặp ai khác. Cũng không biết chị gái tôi bây giờ đang như thế nào. Sáng ngày thứ tư, tôi được đưa đến một nơi giống như nhà máy. Bên trong có rất nhiều người. Có vài người nữ không mặc quần áo. Xếp hàng thành một nhóm. Bọn đàn ông cầm gậy gỗ, chúng nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ bên dưới. Anh Bát đứng ở giữa. Trước mặt hắn ta là những người đang bê bết máu. Họ không phát ra âm thanh. Không biết còn sống hay đã chết. Tôi thấy chị gái đứng sau lưng anh Bát. Chị ấy lắc đầu với tôi. Tôi hiểu ý của chị gái. Không được động đậy, ai dám phản kháng sẽ chết. Tôi vừa nhận được tin báo. Trong số chúng ta, có một kẻ có âm mưu báo cảnh sát. Hắn chỉ vào đám người trên mặt đất. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên. Đây là kết cục khi phản bội chúng tao. Mày lại đây, anh Bát bỗng nhiên nhìn về phía tôi. Ngay lập tức, một người đàn ông chạy đến và kéo tôi đến cạnh những cái xác. Hắn ta nắm tóc người đàn ông và kéo lên. Để tôi xem mặt. Lúc này tôi mới phát hiện ra đó là một người đàn ông. Mày quen nó không? Không, thật ra tôi biết anh ấy. Anh ấy là người của cảnh sát Chu phái đến. Tôi đã thấy hình của anh ấy. Nhưng nó nói nó biết mày. Hăng nóng của anh Bát chĩa vào đầu tôi. Tôi sợ hãi lùi hai bước, nhìn chằm chằm vào nòng súng. Tôi phải nghĩ cách xóa đi sự nghi ngờ của hắn ta. Chết thật, tôi không suy nghĩ được gì vào thời điểm này. Trong lúc tôi còn hoảng sợ, anh Bát không bắn, mà đưa hàng cho chị gái. Tiểu Hàn, cô làm đi. Mặt chị gái trắng bệch. Tôi không dám, sau đó chị ấy đứng yên ra đó. Không dám hay là không nỡ đây? Tôi đưa súng cho cô cũng chỉ là muốn thử cô mà thôi. Cô làm như tôi không nhận ra mặt hai người trông rất giống nhau. Tương tự như chị em. Còn chần chừ gì nữa, mau ra tay đi. Cô không phải đã nói sẽ trung thành với tôi hay sao? Chị gái nhìn tôi. Tôi làm ra vẻ mặt an ủi mong chị gái yên tâm. Nếu phải có một người chết, tôi ước người đó là tôi. Chị gái đã chịu quá nhiều đau đớn vì tôi rồi. Chị tôi cắn răng nhận hàng nóng, đi tới trước mặt tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Chị ấy nâng súng lên. Để xóa nghi ngờ, chị gái dí súng vào đầu tôi. Tiếng súng vang lên ngay sau đó. Sau đó lại là tiếng súng liên thanh. Có người hoảng hốt chạy vào từ bên ngoài. Anh Bát, cảnh sát đến rồi. Vừa nói xong, hắn bị bắn vào lưng. Cả người hắn nằm lăn quay ra đất, không còn sự sống. Cái gì cơ? Anh Bát liên tục chửi thề. Hắn ta cùng đồng đội chuẩn bị tử thủ. Những người phụ nữ sợ hãi. Mạnh ai nấy chạy đi. Hiện trường rất hỗn loạn. Chị gái kéo tôi núp sang một bên. Tiếng súng ngày càng mạnh. Rất nhiều người ngã xuống. Đột nhiên tôi thấy bà Mạnh đứng ở góc cửa, vẫy tay với tôi. Tôi và chị gái mau chóng chạy qua. Đi theo bà Mạnh đến một tầng hầm. Hãy trốn ở đây, các cô sẽ tạm thời an toàn. Cảnh sát sẽ đến cứu các cô. Bà Mạnh nói xong định đi ra ngoài. Bà Mạnh à, bà lấy các bản đồ phải không? Tôi nghi ngờ hỏi bà ta. Bà Mạnh gật đầu. Phải, chính là tôi đã lấy tấm bản đồ đó. Tôi cũng là tay trong của cảnh sát. Cảnh sát đã chú ý đến nơi này từ lâu rồi. Nhưng chỉ vì bên trong này có các lối đi quá phức tạp, không dễ dàng để cảnh sát có thể tấn công được. Họ đã nhờ đến tôi rất nhiều lần. Nhưng quyền lực của tôi có hạn. Có những nơi tôi cũng không được phép bước vào. Tôi không thể cung cấp thông tin hữu ích về nơi này cho họ. Cho đến khi tôi tìm thấy bản đồ mà cô đã bí mật vẽ. Tôi hơi khó hiểu, tôi hỏi bà ta sao lại đồng ý giúp cảnh sát. Bà Mạnh cười thảm hại, ha ha ha. Cô còn nhớ cô gái tự tử mà trước đây đã ở với cô hay không? Đó chính là cháu gái tôi. Tôi không ngờ cháu tôi cuối cùng lại bị bắt vào nơi này. Nơi đây biến con người thành nô lệ và ác quỷ. Nó không nên tồn tại trên thế giới này. Nói rồi, bà ta bỏ đi. Rất lâu sau tiếng súng mới biến mất. Có cảnh sát đến cứu chúng tôi. Anh Bát đã bị bắn chết. Những người khác đều bị thương. Không thể tiếp tục chiến đấu. Nghe nói bà Mạnh bị đạn bắn vào sau đầu khi đưa cảnh sát xuống tầng hầm. Cuối cùng, nhà máy lấy sữa tội lỗi này cũng bị triệt phá. Tôi và chị gái đã tự do trở về nhà.